Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của Tâm Tình nha cả nhà ơi. Hôm nay ăn gì đây? Nguyên liệu của em đơn giản là chỉ có như thế này thôi. Em có một quả bầu này mọi người. Đấy, rồi có tôm nõn này. Tôm khô ấy, cái tôm khô em rửa em ngâm nước này. Và có 150 g thịt này, heo xay nhé. Đây là thịt nạc xay và có một củ hành, một chút ngò gai. À, bây giờ em sẽ tiến hành nấu bầu nhé cả nhà. Nấu canh bầu ăn với cà đấy, ăn với cơm với cà đấy, ngon lắm luôn. Ok, bây giờ em sẽ bầu thì bình thường sẽ băm ra ấy, mọi người sẽ để nguyên cả cái vỏ, nhưng mà em xin phép là em sẽ gọt qua cái vỏ đi nhé mọi người, gọt sơ sơ đi thôi. Sau em sẽ băm bầu nhé. Bây giờ em sẽ tiến hành thái bầu nhé cả nhà. Đấy, thái bầu thì bình thường người ta sẽ băm như thế này này mọi người, băm như thế này. Băm này để tí mình nấu nó mềm với mình. Dâu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Đấy là người ta nói chơi vậy thôi, các cụ ví von vậy thôi chứ. Ruột bầu với cả dâu tôm thì cứ vứt đi chứ còn nấu cái gì nữa. Ý người ta nói rằng là thuận vợ thuận chồng, không ngon cũng thành ngon. Đó, sau mình thái như thế này nhé cả nhà. Đấy, băm ra xong mình thái như này, nó nhỏ nhỏ này. Bầu non ấy, cho nên là người ta bình thường người ta sẽ để cả cái vỏ luôn, để cả cái vỏ luôn, nhưng mà em thì em bỏ cái vỏ đi, em thích cái vỏ nó ăn này nó mềm, mình thích làm kiểu mình ăn ấy. Có người lại bảo tại sao bầu lại gọt vỏ, bầu bí thì em gọt vỏ hết. Mình thái như này mình nấu thì nó sẽ mềm ấy, kiểu vừa đẹp vừa mềm ấy. Còn này, ai nấu với ruột bầu thì em không biết, nhưng còn em là ruột là em vứt đi, dâu tôm là em vứt này. Em nấu với tôm nõn với thịt nha. Đúng. Tiếc gì cái ruột bầu, tiếc gì cái dâu tôm mà cho vào nấu cho nó cắm vào mồm. Ý nói là kiểu như là vợ chồng thì khổ vẫn sống được với nhau, vẫn khen ngon hết, công của vợ nấu chồng vẫn tâm tắc khen để gọi là ủng hộ tinh thần cho vợ thôi, chứ không có nghĩa rằng là thấy các cụ bảo dâu tôm nấu với ruột bầu thì cứ mang dâu tôm ra với ruột bầu ra mà nấu. Thời buổi bây giờ nấu thế thì chồng nó cho ra đường. Này, chính ra một quả này mà mình thái ra như này xong rồi cũng chả thấy nó nhiều lắm đâu. À, tiến hành nấu như cả nhà ơi. Đó, trước tiên là sẽ cho một chút cái hành củ mình vào mình tươi cho nó thơm lên. Chi cái thơm cái hành củ này lên hết rồi nè, cho một chút dầu ăn vào mình chi chi thơm hành củ lên, sau đó ta sẽ cho thịt cho tôm vào ra xào ấy. Nấu một nồi canh bầu, ăn cơm canh bầu với cà thật là ngon. Thôi mọi người, chỉ cho có 150 g thịt thôi, không nấu quá nhiều thịt là ăn nhiều thịt quá rồi, con em ăn nhiều thịt quá rồi nó cũng không tốt. Bỏ thịt lên nhé cả nhà, cho tôm vào lên. Ừ,
món ngon chị Tân Tình, món ngon người nghèo. Ai cũng có thể làm được, cứ làm theo cái công thức này thì chỉ có ngon trở lên. Bây giờ em tiến hành em đổ hết bầu vào nữa cả nhà. Đây là cả cái quả bầu em đã băm nó ra đấy. Băm cả cái quả bầu nó ra. Sẽ đảo lên, em cho gia vị mì chính vào luôn nhé. Để đảo lên cho nó ngấm gia vị mì chính luôn. Món này thì làm nhanh, rất là nhanh. Nhà nào mà có hạt nêm thì không cần phải cho mì chính, nấu canh thì cho hạt nêm là cũng được. Nhà em là không có thích ăn hạt nêm, thích ăn gia vị. Mình sẽ đảo đều lên nhé cả nhà, đảo đều lên, đảo một chút thôi. Xong rồi mình sẽ đổ nước vào, tại vì là nếu như mà mình mình đảo nữa thì nó sẽ bị nát cái bầu như thế này. Nên là mình sẽ đảo lúc bây giờ thôi. Mình tìm những con nước vào cho nó khô đi. Rồi mình đảo cho nó ngấm gia vị mì chính vào thịt, vào tôm và vào quả bầu nữa. Cái quả bầu này không thấy thôi mà cũng được nồi luôn. Chỗ này chắc là phải hơn một bát, hơn một tô luôn. Ăn cả ngày cơ. Nấu canh bầu theo cách của chị Tâm Tình, món ngon chị Tâm Tình cả nhà ơi. Rồi bây giờ thì đó, có vẻ như là nó đã sập sẹp rồi. Bây giờ em sẽ đổ nước vào nhé cả nhà. Mình nấu canh mà mình sẽ cho nhiều nước nha. Ngập luôn. Đó, vậy là ok rồi đấy cả nhà. Bây giờ em sẽ đậy nắp lại. Em đậy nắp lại và chắc là trong vòng khoảng 5 phút thôi, 3 đến 5 phút thôi, nó sôi bùng lên một cái là mình bắc ra liền nhé. Không đun quá lâu. Đó. Ok. Thơm ngon. Thơm ngon. Chỉ cần sau 3 phút thôi mọi người, sôi bùng sục lên là mình có thể múc ra liền. Múc ra liền. Sẽ cho vào đây hành, hành lá và rau ngò gai nhé cả nhà. Vậy là đã hoàn thành một món canh bầu nấu tôm, bầu nấu tôm nõn rồi. Chờ một phút là nó sôi bùng sục lên, sôi bùng sục lên. Nếu mà ai muốn thì mọi người có thể cho nấm, nấm hương vào nhé, thì nó còn thơm hơn nữa, ngon hơn nữa. Nhưng mà em thì không cần nấu nấm hương, không cho nấm hương. Đó. Mọi người thấy không, đây là mới được có 2 phút thôi mà nó sôi lăn tăn lên là cái bầu nó đã có vẻ chín rồi. Nếu mà mình đun nhiều quá nó sẽ nhũn nhá. Bây giờ mình cũng không ngoáy nhiều nữa này, chờ một tí là một phút sau là nó sôi bùng lên phát là em múc ra luôn. Đó, bây giờ nó sôi lục rồi đây này. Đó, mọi người thấy sôi không? Chỉ cần một phút thôi em sẽ múc ra. Mình sẽ có được một tô canh bầu ngon ngất ngây. Đợt này hay ăn với cả canh nấu với tôm nõn thiệt. Tại vì các con thích mà. Các con thích ăn là mình làm liền. Đặc biệt là những ngày cuối tuần rảnh rỗi là luôn. Đừng có nấu lâu quá nhé, nó sẽ nhũn lên bọt luôn. Rồi em múc ra nhé cả nhà ơi, sôi quá là sôi rồi. Đó. Trời ơi, siêu chất lượng luôn, một bát canh bầu siêu chất lượng luôn cả nhà. Siêu bầu siêu thịt. Rồi, tắt bếp.
cũng vừa đủ một tô đầy. Một tô siêu to luôn ấy, siêu to khổng lồ luôn. Đấy, một quả bầu được một bát canh siêu to luôn. Ngon không, ngon không? Thơm không, thơm không? Xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều nha, đã luôn luôn quan tâm và ủng hộ cho gia đình nhà em nha. Rồi, xin cảm ơn và tạm biệt quý vị khán giả. Chúc quý vị khán giả luôn vui khỏe nha, hạnh phúc nha, cuối tuần may mắn nha. Trời ơi, vét đến giọt cuối cùng luôn mọi người. Vét đến giọt cuối cùng luôn. Một bát tô tràn trề này. Ôi nhiều nước quá, chắc đỡ ra một xíu, không có tí bê không nổi. Rồi, ok, xin cảm ơn và tạm biệt quý vị. Bye bye.